Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với Nguyễn Công PC. Hôm nay thì sẽ không phải là một video review hay là đánh giá sản phẩm nữa, mà mình muốn thông báo lên cho anh em một cái gọi là một tính năng mới của YouTube. Bởi vì là hôm nay mình có được gặp một cái trường hợp, đó chính là cái việc là vẫn chỉ là xem video 4K trên YouTube thôi, nhưng mà quạt về gà cứ hú ầm ầm như kiểu bị lỗi anh em ạ. Và cụ thể như nào thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu video nhá. Và để giải thích cho cái trường hợp mà tại sao mà xem video 4K ở trên YouTube mà nó lại liên quạt hú ầm ầm như thế, thì chúng ta cần phải đọc những cái update mới nhất của YouTube. Thì hiện tại, sau như mình nhớ là đã công bố đâu có khoảng là một tuần rồi, đó chính là YouTube đã hỗ trợ codec AV1 ở trên nền tảng của họ trên những cái video 4K. Nghĩa là sao? Đây là một cái dạng codec rất là mới. Bởi vì như anh em bây giờ, anh em cứ tưởng tượng này cho dễ nhá, đó chính là một cái video chưa nén nó là 100%, thì những cái codec như ở H.264 hay H.265 ấy thì nó sẽ chỉ nén về đâu đó khoảng 30% dung lượng. Nghĩa là khi anh em up lên đâu đó nó sẽ chiếm đâu đó khoảng 30%, đúng không? Nhưng với codec AV1 chúng ta sẽ có một cái lượng nén nó kinh khủng hơn, đó chính là chỉ đâu đó 10-15% tổng dung lượng khi mà video chưa nén. Thì nghĩa là sao? Bây giờ chúng ta sẽ có một cái video 4K chất lượng thậm chí là tương đương hoặc hơn, nhưng lại có mức dung lượng nhỏ hơn để anh em thể gửi đi dễ dàng hơn, anh em xem online dễ dàng hơn. Như thế rất là hay trên YouTube, đúng không? Bởi vì anh em cũng thừa biết là mạng ở Việt Nam mình không phải lúc nào cũng quá nhanh. Thế nên là cái việc mà có một cái video chất lượng ở một cái độ dung lượng thấp hơn như thế, nó sẽ rất là ngon để anh em xem được 4K ở khắp mọi nơi. Thì đấy là một cái điểm rất là hay của codec AV1. Và thậm chí là về sau đây, khi mà sau khi mà mình nghĩ là đã test ở trên 4K rồi, thì tất cả những cái dung lượng còn lại, tất cả những độ phân giải còn lại, thì YouTube cũng sẽ chơi hết là AV1 thôi. Tuy nhiên thì cái việc nó nén nhiều như thế nó cũng sẽ xảy ra một vấn đề nha anh em. Đó chính là cái việc bởi vì nén chặt, nén nhiều như thế thì khi anh em đao về máy hoặc anh em xem về máy, nó bắt buộc phải giải mã nhiều hơn, nó mất công giải mã hơn để có thể là bung được cái gói hàng này ra, đúng không anh em? Thì sau khi mà mình có tìm hiểu thì cái codec AV1 hiện tại đã được hỗ trợ trên những cặp của Intel này, những cặp RTX 3000 đổ lên này, và những con AMD Radeon 7000 đổ lên, thì nó đã được support sẵn từ phần cứng. Nghĩa là sao? Nếu như hệ thống của anh em hiện tại đang xem mà có cái cấu hình từ RTX 3000 đổ lên như mình có nói, hay là các Intel hay là các AMD 7000, thì gần như anh em không bao giờ bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, bởi vì nó support native từ phần cứng. Nhưng nếu anh em sử dụng những hệ thống cũ, những con card 2000, những con RTX 5 à, những con R7000 à, hay là Radeon 7000 đấy, hay là không phải là các Intel, thì rất tiếc anh em, đó chính là cái việc hiện tại, cái hiện tượng ấy mà card hú ầm ầm khi mà xem video 4K nó sẽ xảy ra thôi. Và cái giải pháp ở đây là gì? Thì mình nghĩ là nếu như anh em đang sử dụng phần cứng cũ mà anh em không muốn bị sót card quá mà quạt quay nhiều quá ấy, thì chúng ta có thể xem 2K hoặc là Full HD, mặc dù là trải nghiệm chúng ta sẽ giảm xuống một chút. Hoặc nếu như anh em vẫn muốn xem 4K thì chúng ta có thể nâng cấp mới, đúng không? Đấy, thì bây giờ quay trở lại cái AV1. Thì tại sao mà mình nói cái AV1 nó rất là ngon? Nó ngon cho cả những người sáng tạo nội dung như mình, hay là ngon cho cả người xem như anh em luôn. Bởi vì cái thứ nhất về người sáng tạo nội dung nhá, bọn mình sẽ có được một cái codec video khi mà mình render video này, hay là mình edit video xong ấy, nó nhẹ hơn, mình lưu suộc đơn giản hơn, mình không cần phải có những cái ổ HDD nó nhiều quá nữa, bởi vì nó đã giảm được một nửa khi mà so với những codec cũ mà, đúng không em? Thì nó ngon, thế nên là mình sẽ lưu được suộc nhiều hơn, và dẫn đến là mình có thể xin lưu được quá nhiều suộc mà không cần phải có quá nhiều HDD. Thì đấy là cái việc ngon về phần gọi là người sáng tạo nội dung như mình. Thế còn về anh em thì như mình đã nói ở đầu video, đó chính là về cái việc anh em có thể xem được 4K ở bất cứ đâu, cho dù là mạng nó có hơi lỏ một tí thì vẫn có thể xem được 4K một cách mượt mà, chứ không phải không như ngày xưa là phải kết nối wifi hay là 4G phải rất là mạnh. Mà 4G mạnh thì xem lại tốn nhiều dung lượng, đúng không? Bây giờ anh em chỉ cần tốn mất một nửa dung lượng như thế là anh em đã có thể xem được một video 4K có cùng độ dài. Như vậy có vẻ rất ngon không? Và đây là một video thông báo, thế nên là nó sẽ không có nhiều đâu. Và anh em thấy sao về cái codec AV1 này? Để lại comment xuống bên dưới để thử xem là có bao nhiêu anh em đang sử dụng hệ thống mới và sẽ ủng hộ cái codec AV1. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tin vắn thế thôi, còn bây giờ thì sẽ là nghỉ lễ.